Xin chào các bạn, đây là câu chuyện về Siberia, vùng lãnh thổ đặc biệt của nước Nga vĩ đại. Lạnh như Siberia, khắc nghiệt như Siberia, những tù nhân sẽ bị đẩy đến Siberia phải lao động khổ sai tại Siberia hoang vu. Đó có lẽ là những cụm từ bạn đã rất quen thuộc rồi. Vậy thì Siberia nằm ở đâu? Siberia là một vùng lãnh thổ rộng lớn của nước Nga và là một trong những nơi có thể coi là lạnh nhất trên thế giới mà con người có thể sống được. Diện tích của Siberia vào khoảng 13 triệu km vuông, tức là nó chiếm đến 3/4 diện tích của lãnh thổ nước Nga và gần 10% diện tích đất liền của trái đất. Và nếu Siberia là một quốc gia độc lập thì nó vẫn lớn nhất thế giới, bởi vì đơn giản nó lấy đi 3/4 diện tích của nước Nga rồi. Và khi đó thì nước Nga sẽ thực sự bé đi. Và Canada, đất nước lớn thứ hai trên thế giới này, chỉ có diện tích là 9 triệu km vuông mà thôi. Siberia trải dài từ phía Bắc, đó là Bắc Cực, đến phía Nam là Trung Quốc và Mông Cổ, từ phía Tây là Ural cho đến phía Đông đó là biển Bering, tức là nhìn sang bên kia chính là lãnh thổ của nước Mỹ. Diện tích thì rộng lớn như vậy, nhưng quy mô dân số thì không nhiều, bởi vậy nên Siberia là một trong những nơi có mật độ dân số thưa thớt nhất hành tinh. Người ta chia Siberia ra làm hai khu vực chính, đó là Bình Nguyên ở phía Tây và Cao Nguyên ở trung tâm. Bình Nguyên ở phía Tây thì có độ cao trung bình dưới 100m so với mực nước biển. Và theo các nhà khoa học đã tính toán, nếu nước biển dâng 50m thì 50% diện tích nơi đây sẽ ngập nước. Địa hình chủ yếu tại đây là đầm lầy và các tầng đất đóng bằng vĩnh cửu. Đi xuôi ở phía Nam thì khí hậu ấm hơn và là vùng đất của những đồng cỏ rộng lớn. Đó chính là khu vực giáp danh với Mông Cổ. Trong khi đó thì vùng cao nguyên trung tâm của Siberia sở hữu rất nhiều loại khoáng sản như là vàng, kim cương, chì và thiếc. Xung quanh cái tên Siberia thì cũng có nhiều ý nghĩa khác nhau, có những ý nghĩa như là đẹp và sặc sỡ. Còn có một giả thiết khác được cho là hợp lý hơn, Siberia có nghĩa là vùng đất hoang dã. Nhưng dù là giả thiết nào chăng nữa thì nó cũng đã nói lên rất là nhiều điều về ý nghĩa của vùng đất này. Điểm cao nhất của Siberia là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Ngọn núi này thì có tên là Khyuchevskaya Sopka. Đỉnh của nó cao 4.750m. Thành phố lớn nhất tại Siberia là thành phố Novosibirsk. Thành phố này có dân số hơn 1,5 triệu người. Về lịch sử của Siberia thì Siberia trở thành một phần của nước Nga vào thế kỷ 16-17. Nhưng cách đó chừng 500 năm thì nó cũng đã được nhắc đến trong những ghi chép đầu tiên khi những thương nhân người Nga đi về phía đông để lấy lông thú. Còn theo những ghi chép của người Trung Quốc, Siberia là nơi sinh sống của các bộ lạc hoang dã có từ thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên. Thậm chí là con người sinh sống ở đây còn sớm hơn so với thời kỳ mà các kim tự tháp Ai Cập được xây dựng. Siberia thì luôn đồng nghĩa với cái lạnh. Một trong những địa điểm lạnh nhất trên thế giới thuộc về Siberia đó là thị trấn có tên là Omiyakun. Những chiếc nhiệt kế đặt ngoài trời thị trấn này đã bị vỡ vụn khi nhiệt độ hạ xuống dưới âm 62 độ C. Nhưng con số đó thì vẫn chưa phải là kỷ lục. Vào năm 1924, thì nơi này đã từng ghi nhận nhiệt độ lên đến mức là âm 71,2 độ C. Có một câu chuyện đặc biệt, đó là học sinh ở thị trấn này chỉ được nghỉ khi mà nhiệt độ xuống dưới âm 52 độ C và trường học chỉ đóng cửa khi nhiệt độ giảm xuống âm 56 độ C mà thôi. Đó là ví dụ điển hình nhất về cái lạnh tại Siberia. Còn nhiệt độ trung bình thì sao? Nhiệt độ trung bình tại Siberia trong mùa đông vào tháng 1 là âm 25 độ C. Và điều lý giải cho tại sao lịch sử của nước Nga, Siberia là một trong những nơi lưu đầy tù nhân nổi tiếng. Họ tin rằng cái lạnh của nơi này sẽ đánh gục được ý chí của những người tù nhân. Khí hậu của Siberia thì có sự khác biệt lớn vào rất là nhiều thời điểm trong năm. Không phải lúc nào cũng lạnh như vậy, và bởi Siberia là một khu vực rộng lớn với diện tích là lên đến 13 triệu km vuông, nên cũng có những vùng ở Siberia nhiệt độ có thể lên đến là 36 cho đến 38 độ C. Nhìn chung thì các địa điểm ở Siberia có khí hậu đều rất thất thường, với lúc rất là nóng và có lúc lại rất là lạnh do là nằm sâu trong nội địa hay là trên cao nguyên. Và thời điểm nhiệt độ vào mùa hè và mùa đông tại Siberia thì có thể chênh nhau tới hơn 100 độ C. Vì vậy mà có một đặc điểm chung là khi nói về Siberia thì người ta chỉ nhớ đến cái lạnh mà thôi. Nước Nga thì không có ý tưởng để đưa thêm những con người sống lâu dài tại Siberia, do đó thời tiết chưa bao giờ là một vấn đề quá đáng quan tâm. Mùa hè ở Siberia thì diễn ra rất ngắn, chỉ có 3 tháng, và đây chính là thời gian để thiên nhiên hồi sinh. Đây là thời điểm để những loại thảo mộc khác nhau đâm chồi nảy lộc ra hoa và để lại hạt của mình, qua đó tiếp nối những sự sống tại Siberia. Và cũng chính bởi Siberia là một vùng đất khổng lồ, nên nơi đây có đến 4 con sông nằm trong top 10 con sông dài nhất trên hành tinh này. Những con sông này tỏa đi hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục km theo chiều hướng khác nhau, tạo ra một hệ thống đầm lầy rộng lớn. 4 con sông nằm trong top 10 con sông dài nhất thế giới, lần lượt đó là sông Obe, sông Agara, sông Lena và sông Yenisei. Nhưng bạn có tin được không? Thậm chí có hẳn một sa mạc nằm ngay giữa lòng sông Siberia. Đây được gọi là một kỳ quan địa lý. Sa mạc này được bao quanh bởi những hồ nước, những dòng sông chảy trong rừng và những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Sa mạc có tên là Chara, đây là một sa mạc kỳ lạ nhất trên thế giới.
Nhưng mà sa mạc này thì lại rất nhỏ, là bởi vậy là bạn sẽ không bị chết khát trong sa mạc này, khi mà xung quanh có nhiều con sông, nhiều đầm lầy và nhiều suối. Một vùng đất rộng lớn như vậy, khắc nghiệt như vậy, kỳ lạ như vậy thì con người sẽ sinh sống như thế nào? Hầu hết thì người tại Siberia nếu không sống trong một thành phố lớn thì họ sẽ sống trong những ngôi nhà hoặc là những cabin trong các lớp gỗ khác nhau. Họ tụ tập trong những ngôi làng nhỏ ven sông. Theo truyền thống thì họ sống bằng cách săn bắn, đánh cá hay việc chăn gia súc và bẫy thú trong những vùng hoang dã. Khí hậu và những đặc điểm địa lý tại Siberia khiến cho ngành nông nghiệp không thực sự phát triển. Ở đây, người Siberia theo truyền thống mặc quần áo dày nhiều lớp được làm bằng những lớp da của động vật. Người Siberia thì rất khỏe, họ có thể bơi trong những hồ băng âm độ mà chỉ ít khi bị ốm. Sức khỏe dẻo dai ấy được rèn luyện theo thời gian để chống chọi lại điều kiện thời tiết khắc nghiệt của thiên nhiên Siberia. Mặc dù phải thích nghi ở nơi có điều kiện khắc nghiệt bậc cao nhất thế giới, nhưng cuộc sống của con người Siberia lại rất thoải mái. Họ luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan. Kể cả khi nhiệt độ xuống dưới âm 60 độ C, các loài động vật tại Siberia cũng rất đáng để nhắc tới. Hổ Siberia là một trong những loại hổ nổi tiếng nhất trên thế giới, hay còn gọi là hổ Amur. Đây là một trong những loài hổ lớn nhất trên hành tinh hiện nay, chỉ còn khoảng 600 cá thể hổ Siberia trong tự nhiên. Mèo Siberia cũng là một giống mèo nổi tiếng, nó là một giống loài mèo được nuôi dưỡng tại Siberia và đã xuất hiện ở nơi này trong khoảng 2.000 năm. Ngoài ra thì còn cả giống chó Husky, giống chó nổi tiếng tại Siberia. Đây là một giống chó đẹp, thông minh, chính là sự kết hợp hài hòa của nhiều yếu tố, từ sức mạnh, tốc độ cho đến sức bền và đương nhiên là cả lòng trung thành nữa. Giờ thì chúng ta sẽ đến với điểm nổi bật nhất của khu vực Siberia, đó chính là hồ Baikal, một trong những hồ nước ngọt vĩ đại nhất thế giới. Trên bản đồ thế giới thì bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hồ Baikal. Hồ Baikal còn được biết tới với tên gọi là biển hồ, nằm ở ngay phía nam Siberia và đương nhiên nó thuộc về nước Nga rồi. Xét về diện tích bề mặt, hồ Baikal lớn thứ 7 trên thế giới, nhưng xét về độ sâu thì nó chính là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới với độ sâu có thể lên đến là 1.642m. Diện tích mặt nước của hồ Baikal là vào khoảng 31.700km, không tính các đảo, và diện tích này thì xấp xỉ với diện tích của nước Bỉ. Các dãy núi hoàn toàn bao quanh hồ Baikal và hơn 330 con sông sẽ cung cấp nước ngọt vào hồ. Do kích thước của nó còn được gọi là biển Baikal. Toàn bộ mặt hồ gần như là sẽ đóng băng ở mỗi mùa đông, với lớp băng có thể dày lên đến 2m ở một số nơi. Và vào mùa hè, bão tạo thành những con sóng có thể cao đến 4,5m. Điểm độc đáo mà chỉ có hồ Baikal đang sở hữu đó chính là khả năng phát triển. Hồ này sẽ rộng ra và theo tính toán của những nhà khoa học, mỗi năm thì hồ Baikal rộng ra khoảng hơn 2cm. Trữ lượng nước ngọt ở đây tương đương với 20cm, lượng nước ngọt chưa đóng băng trên thế giới, và là 90% nếu tính chỉ riêng ở nước Nga. Với lượng nước ngọt này, trong trường hợp tất cả những nguồn nước ngọt khác ở trên thế giới cạn kiệt, thì nước ở trên hồ Baikal cũng đủ cho nhân loại sử dụng trong vòng 40 năm. Hồ Baikal cũng ẩn chứa rất là nhiều điều kỳ bí. Rất là nhiều người dân ở đây xung quanh thường nhìn thấy những hiện tượng lạ trên hồ như là hình lâu đài, xe lửa, tàu thuyền. Đôi khi thì vào ban đêm, từ phía dưới hồ còn phát ra những thứ ánh sáng rất đáng sợ. Và cho tới nay thì hồ Baikal vẫn làm cho người ta hoài nghi về thứ được gọi là người ngoài hành tinh, và câu trả lời thực sự vẫn nằm trong bóng tối. Ở phần cuối, chúng ta sẽ điểm qua một vài sự thật thú vị khác về vùng đất Siberia. Chúng ta biết rằng Nga là một trong những đất nước xuất khẩu dầu và khí đốt lớn nhất trên thế giới. Nước Nga sẽ giúp sưởi ấm phần còn lại của châu Âu, và có đến hơn 70% dầu và khí đốt của Nga đến từ khu vực Siberia. Khu vực khai thác dầu và khí đốt của Nga tại Siberia bây giờ đang trải rộng ở khoảng hơn 2 triệu km2. Siberia cũng là nơi có tuyến đường sắt dài nhất thế giới, đó là mạng lưới đường sắt xuyên Siberia, nối dài Moscow đến Vladivostok, sẽ kéo dài 6 đêm vào 7 ngày, mỗi trạm dừng chân khoảng 10 phút cho đến 20 phút. Tuyến đường sắt này nổi tiếng với những khung cảnh ngoạn mục dọc theo đường đi của nó. Nó vượt qua 8 múi giờ, bao gồm cả hồ Baikal, rừng Bạch Dương và rừng thông cũng như là dãy núi Ural. Năm 2007 thì Siberia có tuyết màu cam. Tuyết màu cam này được cho là có khả năng gây ra một trận bão cát lớn ở nước láng giềng, đó là Kazakhstan. Các cuộc kiểm tra trên tuyết đã cho thấy rằng có nhiều hạt cát và bụi đất sét với hàm lượng sắt cao đã thổi vào nước Nga. Nói đến trà, cho đến chiến tranh thế giới thứ hai, trà vẫn được sử dụng như là một hình thức tiền tệ ở Siberia. Ở Siberia thì người ta cũng đã phát hiện ra một trái cây có lịch sử lên đến là 32.000 năm tuổi bên dưới lớp băng vĩnh cửu của Siberia. Cây này sau đó vẫn còn sống được và đã trở thành một trong những hạt cây khỏe mạnh nhất ở trên thế giới đã từng được ghi nhận. Và cuối cùng sẽ là một thảm họa tại Siberia, đó là một sự kiện có tên là Tunguska. Câu chuyện này sẽ kể về một vụ nổ tại Siberia vào năm 1908, lớn hơn gấp 1.000 lần quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima. Vụ nổ này đã quét sạch hơn 80 triệu cây xanh vào năm 1908, thì đương nhiên những ghi nhận của con người là rất hạn chế. Giả thiết cho rằng có một thiên thạch đã rơi xuống, ngoài cảnh tượng hủy diệt giống như là ở Hiroshima đã được tái hiện,
Các nhà khoa học đã nhận thấy những sự xáo trộn về từ trường được ghi nhận tại khu vực này. Cho đến năm 1934, thì những nhà khoa học lại công bố thêm một giả thuyết khác. Họ cho rằng đó là sao chổi chứ không phải là thiên thạch đã tấn công. Do sao chổi có thành phần chủ yếu là băng nên nước đã bay hơi hoàn toàn sau khi va chạm và không còn lại dấu vết để lại. Mặc dù đa số các nhà khoa học nói riêng cũng như dư luận nói chung tin vào kịch bản một cú va chạm với những sao chổi hoặc là thiên thạch, nhưng mà việc thiếu đi những cái bằng chứng cuối cùng vẫn làm cho sự hiếu kỳ của nhân loại đối với sự kiện này là không thể chấm dứt. Ngay cả các giả thiết nói về sự tấn công của những người ngoài hành tinh cũng đã được một số người giàu trí tưởng tượng đến. Một số lại mô tả là một vụ nổ do một loại vũ khí hủy diệt đặc biệt và không để lại một dấu vết gì. Đây là toàn bộ những gì mà mình muốn đề cập với các bạn trong câu chuyện về vùng đất ly kỳ, vùng đất xa xôi, vùng đất lạnh giá, vùng đất đóng băng Siberia. Nếu bạn cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để cùng đồng hành cùng mình trong những video sắp tới nhé. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.